Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Theo ông Alexander Novak, quá trình vận chuyển khí đốt trong tương lai phụ thuộc vào việc Ukraine có muốn tiếp tục thỏa thuận hay không. Thỏa thuận có thời gian 5 năm này cũng là thỏa thuận thương mại và chính trị duy nhất còn lại giữa Nga và Ukraine. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu đã giảm mạnh sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra năm 2022. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine cho biết nước này không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận hay ký một thỏa thuận khác. Hãng tin Reuters của Anh hồi tháng trước dẫn một nguồn tin cho biết, Liên minh châu Âu đã liên hệ với Azerbaijan nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt tiếp tục qua Ukraine sau khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine kết thúc trong năm nay. Trong khi EU đã cắt giảm phần lớn lượng khí đốt của Nga, một số nước Trung Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga đi qua Ukraine.